Có tới lần nào chưa? Em đã đến đây cách đây một năm rồi ạ. À, đã một chữa năm ở rồi. Đây mấy ngày rồi. Chồng đều chữa mà cái ông mà ba cây sơn ạ. À, rồi. Rồi bác sinh lúc này sao rồi? Ổn lắm. Giờ nó dùng ít tí. À, thích quá vâng. Ha. Vâng ạ. Rồi có thường xuyên mua rượu ớt ở đây không? Mua để vừa nãy hôm trước là đã mua 6 chai cái hôm mà gặp thầy ở dưới. À, xong rồi. Hôm nay lại mua thêm 5 chai. Tốt quá. Vâng. Rồi. Vẫn trường đá rồi. Giỏi quá. Vâng. Rồi ráng cố gắng săn sóc ông nha. Vâng. À, cái rượu ớt uống lâu dài thì nó sẽ khỏi. Đấy, em uống liên tục một năm nay rồi. Hai vợ chồng đều uống cả. Tốt quá. Cứ 5 chai một xong hết lại đến đây. Rồi. Nữa. Thì thấy cái rượu ớt uống là thấy kết quả gì nhất? Thứ nhất là cái dạ dày của em là khỏi hẳn. Khỏi hẳn nè. Cái tiền đình là khỏi hẳn này. Tiền đình khỏi hẳn nè. Vâng. Đấy, cái tiền đình là không còn cái gì nữa, trào ngược dạ dày cũng hết. Ôi trời, hay đấy. Quá. Vâng, đấy, hai, ba cái là em coi như là tôi là coi như khỏi hẳn. À. Vâng, không thế cái rượu ớt hay quá ha. Vâng, thế tuyệt vời về cái rượu ớt. À, rồi, vâng. Hay quá. Đấy. Rồi bây giờ bữa nay muốn bữa giữ nay gì? Thì muốn, thứ nhất là nó bị tràn dịch màng gối. Rồi. Thứ hai là cái gan bàn chân. Đấy, đau gan bàn chân. À. Vâng, thế là nó cứ sáng ngày ra mà ngủ dậy không sao mà đi được. Đau cái đây. Sau nó lại đau xuống lên tận đây. Rồi. Dọc cái này. Đau rồi. Cái gan bàn chân này. Rồi. Muốn lên đây thầy. Đau thì không phụ ạ. Không phụ đâu. Chỉ đau thôi. Bà này cái chân bà này là chân nhà giàu nè. Gót đỏ như son. Nó đau thế nè. Nóng gan. Nóng gan bàn chân. Sau này nếu mà ngủ dậy một cái là đi là khó khăn lắm, phải tập mãi rồi mới rồi, đi. Rồi, bây giờ vậy này nha. Cái này là do cái suy giãn tĩnh mạch chân thôi. Thì đá chườm á, vâng. Mình chườm một cặp ở bẹn nè. Vâng. Rồi một kẹp cặp ở lòng bàn chân. Thì đây nó có đôi giới, bỏ đá trong đó. Vâng. Tối mình làm thôi, vẫn nóng chườm, đá. Nhưng mà đúng là có chườm gan này, chườm bẹn. Chườm bẹn. Vâng. Ngay bẹn ở đây để cho máu nó xuống chân. Vâng. À, với cái thằng này ha. Thì phải ngoài cái rượu ớt ra thì bây giờ phải uống nhầu với khóp nó mới chống được cái sơ vữa động mạch của chân này thì nó mới khỏi được. Ok chưa? Vâng. Rồi kéo cho bác này cái cho bác sướng bác về. Cái chứ nó bị cái sơ vữa sâu á, động mạch sâu á thì nó bị vậy đính mạch sâu rồi kéo lưng giùm cho bác nha. Này giỏi quá bà này, bà làm hay quá bà kia.